Thank you.
Tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị đã hy sinh nhiều thời gian để tập buổi nhân hoa vào đầu tháng và hôm nay là cuối tháng. Như chúng ta cũng đã biết là các cháu của chúng ta thì lên đại học hết và các cháu nhỏ thì lại không có điều kiện để tập quá nhỏ, cho nên tất cả các anh chị đã cố gắng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tình.